Thưa quý vị, sáng nay ngày 12 tháng 2 nhằm ngày mùng 3 Tết Giáp Thìn, các chợ truyền thống, cửa hàng tạp hóa hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Tân Thành mở cửa trở lại phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Không như Tết những năm trước, Tết năm nay tiểu thương các chợ truyền thống và các cửa hàng tạp hóa hộ kinh doanh trên địa bàn huyện bắt đầu mở cửa buôn bán trở lại với đủ các loại hàng hóa thiết yếu như thịt, rau, củ, quả phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Nếu như những năm trước tiểu thương chỉ mở cửa bán ngày mùng 1 để lấy ngày khai trương năm nay một số tiểu thương mở bán xuyên tết để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân khách tập trung mua nhiều các mặt hàng như thịt heo thịt bò rau củ trái cây dần dần đặc biệt là gà phục vụ cho việc cúng mùng ba tết theo tiểu thương cho biết năm nay người dân có nhu cầu tiêu dùng trong tết tăng cao hơn so với mọi năm nên tiểu thương mở cửa buôn bán luôn những ngày tết tuy nhiên lượng khách đến chợ không bằng những ngày cận tết do người dân đã mua sắm để đón tết trước đó ngoài chợ truyền thống cửa hàng tạp quá, nước giải khát, hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng hoạt động trở lại.